chào tất cả mọi người. Chibi Powder chấp mọi thể loại lông bóng. Hôm nay quay cái video này nhá, để cho mọi người thấy ở thực tế. Rồi, tí nữa rồi sẽ quay Messi nhá. Cái này Yumi. Hôm nay ấy, là muốn quay để cho mọi người biết cái Chibi Powder nó tốt như thế nào. Cái khoáng Chibi Powder Pila ra đây. Bởi vì sao? Bởi vì tiện là Pila đang thay lông. Pila, đây này. Yumi sang bên cạnh. Pila lên. Để thay lông cho Pila này. Pila lên. Rồi, nằm xuống. Ok. Lấy cái này để đựng lông nha, để mọi người thấy được này. Đầu tiên là mọi người nhìn cái lông của Pila này. Lông Pila. Pila là một là có tuổi rồi. Hai nữa là Pila đang thay lông. Thì mọi người nhìn cái lông của Pila nhé, nó vẫn có độ bóng, mọi người thấy không? Trên từng sợi lông. Bởi vì là cho dùng cái Chibi Powder này. Đây. Chibi Powder tăng tiêu hóa, tăng hấp thu, tăng cơ bắp, bổ khoáng dinh dưỡng. Ok, Pila nằm xuống. Nhiều bạn ấy thì làm đủ mọi cách để cho con chó mình nuôi lông nó bóng, lông nó mượt, lông nó dày, với những cái giống chó lông dày như là Husky này, Alaska này, Golden, hay là một số cái giống chó nhỏ lông dài. Các bạn tìm đủ mọi cách để các bạn chăm ăn cho con chó để cho lông nó bóng, nhưng mà các bạn không biết được một cái điều là cái đồ ăn mà mình cho con chó nó ăn ấy, cái đường ruột của con chó nó hấp thụ được bao nhiêu, hay là nó lại thải ra. Thì một cái rất là đơn giản là cái Chibi Powder này, nó sẽ giúp cho cái con chó nó hấp thụ tốt hơn, cái đường ruột nó tốt hơn. Ngoài cái việc nhá, là nó bổ sung dinh dưỡng thì nó còn tăng cái tiêu hóa cho con chó để nó hấp thụ cái đồ ăn mà chúng ta cho nó ăn tốt hơn. Và đấy, đây nó chính là cái thực tế đấy, để mà mọi người nhìn một cái con một con chó có tuổi, nó đang thay lông, nó đang thay lông, nó rụng rất là nhiều lông. Đây vừa mới ấy ra đây, mà đây còn đang chưa hết được nhá, còn rất nhiều đấy. Đây, và nhưng mà cái lông nó vẫn rất là bóng, nó có còn lông như thế nào thì đây, để cào một vài cái để cho mọi người xem nhiều như thế nào, nó vẫn còn rất nhiều chứ không phải không, mình không có cào ra. Lúc nào rảnh thì cào, bởi vì cào cái này nó cũng lâu. Nhưng mà đấy, để mọi người thấy được là dù là con chó nó thay lông, lông nó vẫn bóng. Khi mà nó được dùng cái Chibi này, nó vừa tốt đường ruột, lông nó bóng, và với những cái con chó mà cái nó có cái những cái giải màu, giả sử như giống rốt này thì nó có giải màu vàng này, chấm bi mắt này, mặt chân giải màu vàng này, thì ăn cái khoáng dinh dưỡng Chibi Powder này nó cũng làm cho cái con chó cái giải màu vàng của nó sẫm hơn. Ngoài cái việc lông bóng mượt, kể cả là cái lúc mà nó đang thay lông, thì nó với các cái giống chó mà chúng ta để ý đến cái bộ lông của nó, thì chúng ta sẽ thấy là cái khi sau khi ăn cái này một thời gian, chỉ cần khoảng một tháng thôi là các bạn sẽ thấy được sự khác biệt của nó. Thì sau khi ăn cái khoáng Chibi Powder này khoảng một tháng thôi, thì chắc chắn nhìn cái lớp lông của nó sẽ dày lên. Và mình khẳng định với các bạn một điều là kể cả nha, các bạn có cho nó ăn cái gì đi chăng nữa, thì giữa cái việc mà các bạn cho ăn cái Chibi Powder này với các bạn không cho ăn, chắc chắn cái bộ lông của con chó nhìn nó sẽ khác nhau. Bởi vì mình khi mình chia sẻ về cái khoáng Chibi Powder này thì rất là được mọi người quan tâm và có nhắn tin hỏi chi tiết. Thì có mấy anh em là rơi vào cái tình huống là gì, chăm con chó không có thiếu thứ gì cả, cho ăn chế độ ăn rất tốt, không thiếu thứ gì, nhưng con chó lông nó vẫn không bóng được như những cái con chó ở trại nhà mình. Mà chó ở trại nhà mình là tất cả lông nó đều bóng nhá, chứ không phải là con này con kia là đầy như trường hợp
này là trường hợp đang thay lông và chó có tuổi chó già, Pila là coi như vào tuổi chó già rồi, thì lông nó vẫn bóng dù nó đang thay lông. Thì mọi người cho nó ăn các kiểu và mọi người thấy con chó của mình lông bóng, xem được cái video thì mọi người bảo gửi cho mọi người để mọi người mua, mọi người cho chó ăn thử. Thì tất cả những cái người mà mua cho chó ăn thử đều sau chỉ 10 ngày sau thôi là đã nhắn tin lại cho mình là gì, là ăn vào 10 ngày sau nhìn nó khác ngay rồi, nhìn lông nó bóng hơn. Là bởi vì sao? Cái chế độ dinh dưỡng của mọi người nó đầy đủ rồi nhưng con chó nó không hấp thụ được hết. Một là nó vẫn thiếu một số các loại khoáng và vitamin mà trong cái này nó cung cấp. Hai nữa ấy, là cái lượng ăn mà mọi người cho con chó nó ăn nên nó không hấp thụ được hết. Mọi người cho nó 10 nó chỉ hấp thụ được 6-7, nó còn thừa ra mấy phần nó không có hấp thụ hết được. Thì ăn cái này nó tăng cái hấp thụ của đường ruột, nó giúp cho con chó nó tiêu hóa nó tốt hơn, nó tăng cái hấp thụ của đường ruột, nó hấp thụ được hết là con chó nhìn nó đã tốt hơn rồi đã. Nhưng đồng thời là nó còn bổ sung các khoáng và vitamin mà ở trong đồ ăn nó ít có, cả đạm nữa. Thì cho nên là sau 10 ngày, dù cái chế độ ăn của mọi người cho con chó của mọi người ăn có tốt thế nào đi chăng nữa, thì dùng cái chibi powder này chỉ sau 10 ngày thôi, cái bộ lông của con chó mọi người nhìn thấy nó vẫn bóng mượt hơn. Cái đấy là chắc chắn. Ai mà đang cho chó ăn mà cho, nghĩ là cho chó ăn tốt lắm rồi thì cứ thử xem mình nói có đúng không, chỉ 10 ngày thôi. Bởi vì mấy người phản ánh đều là chỉ 10 ngày thôi. Và với một cái con chó mà nó đang thay lông mà cái bộ lông nó vẫn bóng thì nó thể hiện được hai điều. Một là cái sức khỏe của con chó nó rất là tốt, và hai là con chó nó đầy đủ dinh dưỡng. Mọi người, một lông bóng này, và hai là mọi người để ý này, cái mắt của các cái con chó của mình, mọi người sẽ để ý là cái đây, khi mà Pila nhắm mắt đây, cái lông mắt nó rất là dày đấy, dù nó đang thay lông nhé, nó không có bị thưa. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó cung cấp rất nhiều cái loại vitamin cần thiết cho cái phát triển lông của con chó. Cái phát triển lông này, lông bóng hay không mà nó còn phụ thuộc vào một là đạm, hai là các loại vitamin và một số loại khoáng nữa, bởi vì nó là một cái tổng thể. Cái bộ lông nó là biểu hiện bên ngoài của một con chó. Con chó nó khỏe, nó đủ dinh dưỡng thì cái bộ lông của nó sẽ bóng mượt, nó dày, nó mềm này kia. Với các cái giống chó mà lông dài, lông ba lớp như mình đã nói là gì, Dachshund, Husky, Alaska, Golden, đấy là những cái giống đấy là sẽ nhìn thấy ngay giữa cái việc là con chó nó có khỏe hay không và con chó nó có đủ dinh dưỡng hay không. Mọi người cho nó ăn rất nhiều chất nhưng nó vẫn thiếu dinh dưỡng mọi người nhé. Bởi vì sao? Nó thiếu một cái loại nào đấy. Những loại này thì nó đủ nhưng mà nó thiếu một loại, mà nó thiếu một loại, một cái loại đấy cơ thể nó thiếu thì nó làm cho giảm tác dụng của những cái loại đủ này. Bởi vì cơ thể nó là một cái bộ máy thống nhất, nó thiếu một cái gì đấy nó làm cho một bộ phận nào đấy kém đi thì cái sức khỏe của con chó tổng thể nó sẽ bị kéo tụt lại, nó sẽ bị kém đi. Đây. Ngủ luôn. Ok, đấy, chia sẻ với mọi người về cái chibi powder này. Mình đảm bảo nhá, chó của các bạn ấy mà nó là những cái giống chó lông dài hay là như rốt này thì nó chỉ lông có hai lớp thôi, nhưng với các cái giống chó lông ba lớp thì cái hiệu quả nó càng dễ nhìn thấy hơn, như là Dachshund, Golden, Husky, Alaska là những cái giống mà nuôi khá phổ biến. Thì mọi người chỉ cần dùng cái này 2 tuần thôi, một hộp này ấy, thì nó dùng được khoảng hơn 1 tháng. Và một cái hộp này là giá của nó là 300.000 cộng với cái tiền ship. Thì mọi người, đấy là với con chó to, còn với con chó nhỏ thì mọi người cho dùng ít hơn. Nhưng mà mọi người chỉ cần dùng 2 tuần thôi, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy cái lông con chó nó đã khác so với trước khi mọi người dùng rồi. Cái này là mình khẳng định. Bởi vì cái thực tế là rất nhiều người đã phản ánh như vậy. Còn chó nhà mình thì thực sự mà nói thì mình cũng không có biết được đâu.
Nhưng mà mình nhận thấy một điều là tất cả các con chó của trại nhà mình lông nó đều bóng hơn, nó bóng hơn kể cả những con đang thay lông của trại nhà mình, có thể lông nó cũng bóng hơn so với rất nhiều con chó mà mọi người nuôi, mọi người cho ăn tốt, bởi vì mọi người không dùng cái này, mọi người chưa biết, rất nhiều người chăm chó nhưng mà chưa biết, vì nghe người ta quảng cáo thì nghe nó hay, còn thực tế thì nó lại dở. Đấy là cái bài quảng cáo là nói quá lên, cái này nó là cái câu chuyện thực tế để cho nên là tiệm là Pila đang thay lông. Nói lại về cái chibi powder này, bởi trước đây thì cũng đã nói ở trong một vài video rồi, nhưng mà khi mà cái con chó nó đang thì ở cái thời điểm đẹp của nó, thời điểm sắp lên giống là nó mượt mà nhất, thì mọi người bảo là cái lông của con chó là lúc đấy thì nó bóng, nhưng đây là cái lúc con chó nó đang thay lông, mọi người nhìn video mọi người vẫn thấy lông nó bóng, là vì cái chibi powder này. Đấy là tiện là bà già Pila, Pila là bà già được rồi nhé, bà già Pila lên thay lông, đang rụng lông thì quay video để cho mọi người xem, mọi người biết được là ăn cái chibi powder này cái hiệu quả của nó khủng khiếp như thế nào, nó tốt khủng khiếp nha. Bây giờ mình sẽ trải lông cho Pila để cho mọi người xem, Pila đang thay lông à, mọi người sẽ nhìn được cái độ thay lông con chó nó đang thay lông nhưng mà nó vẫn lông nó vẫn bóng. Giờ tí mọi người xem đây, và đang vào cái đợt con chó nó có ve cho nên là nhỏ thuốc ve cho Pila và không có tắm, tức là người Pila rất là bẩn đấy chứ không phải là sạch đâu. À, uốn tay để làm sao để cho nó rụng lông thì cứ cào như thế này là sẽ rụng lông à. À. Cái điều là đợt này đang không tắm, mọi người sẽ thấy được là cái con chó dù nó thay lông, lông nó vẫn bóng. Bởi vì sao? Bởi vì lông bóng hay là không bóng ấy, nó không phải số thay lông hay là không. À, khi mà con chó nó thay lông ấy thì là cái lớp lông nó mọc nó không có đủ lông, bởi vì một phần nó bị rụng và cái phần mọc mới thì nó chưa có mọc được, thì nhìn cái lông của nó sẽ không có được cái độ mượt như là nó thay lông xong. Nhưng cái sự bóng ở trên từng sợi lông ấy thì nó không có thay đổi gì lại. Đây nhìn tay đèn xì này, vẫn còn rất nhiều nhưng mà thôi tạm thời thế và để sơ sơ thế này. À, khoan này, nào, yên yên yên, bên này là trải một bên nửa người nhé, toát mồ hôi này, từng này lông nhé. Đây là con chó nó đang thay lông à, để lau qua đi một chút đã để cho mọi người thấy là người con chó nó đang bẩn như thế nào, bởi vì nó đang có ve và nó vào đúng đợt ve, cho nên là nhỏ thuốc ve thì lại không tắm. Bẩn như thế nào thì nhìn thế này, sẽ thấy là cái tay chạm vào lông của nó bẩn như thế nào à. Đấy, như vậy đấy. Và xin yên à, lau quản cái lông của Pila đi, lau để cho nó đỡ bẩn à. Đây nó là khăn giấy à, khăn ướt, lau lại tay khăn ướt này, lau mặt cho Pila này. Cái lông của Pila nó rất là bẩn là một, và cái thứ hai ấy
là Pila đang thay lông. Nhưng mọi người sẽ nhìn thấy lông của Pila vẫn là siêu bóng. Mọi người thấy không? Đấy. Và nó bóng như vậy là nó không có một cái gì đặc biệt cả, nó chỉ có cho ăn cái gì. Với một cái con to như Pila này, Pila bây giờ là khoảng tầm 47-48 cân, thì một ngày Pila sẽ được ăn gần đầy một cái thìa này thôi, chứ cũng không đầy, gần đầy một cái thìa này. Đây, trong cái lọ này nó có cái thìa. Còn cái chibi powder này dùng như nào thì đảo vào đồ ăn, nó đơn giản lắm, nó cũng không có khó khăn gì. Pila hôm nay là trải cho Pila một bên lông nhá, một bên lông nhá, rồi mai anh trải cho Pila nhá, rồi chờ khoảng 3 ngày nữa thu ve mới nhổ. Hai hôm trước trong vài ngày thì không nên tắm, nó vẫn đang được ve rặn đấy mọi người, thì để cho nó thuốc nó ngấm hết rồi lúc đấy rồi tắm, chứ người bẩn lắm rồi, sờ vào chỗ nào là bẩn chỗ đấy rồi. Vì là mấy hôm nay nó lại mưa và Pila lên trên sân thượng, Pila nghịch, Pila gãy lưng, nằm ngửa ra gãy, nó bẩn, nó bám người, nên là sờ tay và là bẩn luôn. Ok, Pila ngồi dậy đi, nào, ngồi lên này, ngồi lên chào mọi người này. Đây nhá, ai mà tìm cái này thì cứ tìm theo cái tên chibi powder ra rất nhiều chỗ bán, hoặc là gì, hoặc có thể là liên hệ với lại trại Rockefeller Govi qua số điện thoại của trại là 0981115000. Trại cũng có bán cái này ship toàn quốc, giá công ty 300.000 một hộp cộng với phí ship. Mọi người ở xa thì ai nhận hàng trả phí ship, và từ 2 hộp trở lên thì miễn phí ship. Này, ra đây, đi lên. Pila, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Video hữu ích thì mọi người chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của Rockefeller Govi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Thank you and see you again. Phải ở đây nè, Messi lên đây, Pila, Pila này đây nè, Mimi sang đây này, Mimi sang đây, không có gì đâu, đánh trải lông thôi, Mimi sang đây này, Pila lên, Pila lên, ok ngồi xuống, rồi, xin chào tất cả mọi người. Có lẽ là mọi người đang hơi lạ vì ngày hôm nay lại cầm cái lược chải lông để mà nói về cái xin chào mọi người. Hôm nay quay cái video này để cho mọi người thấy được là cái